Cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất, những cảnh báo thiên tai nóng nhất gửi tới quý vị. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Thời tiết miền Bắc những ngày tới chủ yếu là sương mù, lạnh về đêm và sáng sớm. Đến tầm trưa, đầu giờ chiều có nắng nhẹ, nhiệt độ ấm nhất trong ngày. Riêng thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa và rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ C. Dự báo năm nay nắng nóng xuất hiện sớm hơn, nhiều đợt hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Mùa lũ năm 2024 ít có khả năng đến sớm trên các sông suối ở miền Bắc. Nguồn nước có thể bị thiếu hụt 30 đến 50% trên sông Đà, 40 đến 50% trên các sông, sông Thao, sông Lô, sông Hồng. Đỉnh lũ năm trên các sông chính ở miền Bắc ở mức báo động 1, báo động 2, thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong khi đó, tại Trung Bộ, các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Bên cạnh đó, ở khu vực Tây Nguyên đang có nhiều trận động đất xảy ra với ghi nhận 51 trận từ đầu năm 2024 với cường độ lên đến 3,3 độ Richter. Nhà chức trách địa phương đã ban bố những cảnh báo nguy hiểm để cảnh báo người dân tránh thiệt hại nặng nề xảy ra. Còn khu vực Nam Bộ nắng nóng sẽ tiếp tục tăng, nhiệt độ trung bình sẽ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 1 đến 2 độ C. Các khu vực còn lại cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 35 độ C, kéo theo đó là khô hạn kéo dài, gây ra tình trạng thiếu nước, hạn hán, nguy cơ cháy nổ rất cao. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng. Riêng khu vực vùng núi ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa vài nơi ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi ngày nắng, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m.
Đợt không khí lạnh nhẹ đã hoàn toàn trôi qua ở miền Bắc nước ta. Kể từ hôm nay, nhiệt độ toàn miền đều tăng. Nhiều tỉnh thành đã ở mức trên 20 độ C, trời ấm áp. Ở Hà Nội, nhiệt độ sáng nay là 19 đến 20 độ C, có nắng từ khá sớm nên không gây cảm giác lạnh. Ở phần lớn miền Bắc trong những ngày tới đều có gió đông, đông nam, khiến nhiệt độ tăng dần. Ngay buổi chiều, nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành, bao gồm thủ đô Hà Nội, đã lên hơn 25 độ C. Chỉ một số ít nơi như Lạng Sơn, Hà Giang có nhiệt độ khoảng 22 đến 23 độ C. Riêng tại Hà Nội, đỉnh điểm của đợt nóng này rơi vào cuối tuần, dự báo sẽ lên đến 39 độ C, trời rất nóng. Nhiệt độ này có thể vẫn được duy trì sang đến ngày hôm sau. Nếu giảm thì giảm rất ít. Người dân lưu ý là trong những ngày nắng nóng này thì mức chênh lệch nhiệt độ trong ngày là rất lớn. Buổi sáng sớm trời vẫn se lạnh ở mức 23 đến 24 độ C. Những người có cơ địa nhạy cảm nếu cần ra ngoài sớm vẫn nên có trang phục giữ ấm. Theo bản tin dự báo xu thế khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 1 đến 2 độ C. Các khu vực còn lại cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa tại các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn từ 5 đến 15 mm. Thời gian này không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và lệch đông, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển dần. Nắng nóng xuất hiện nhiều hơn tại khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Riêng khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nhiều ngày nắng nóng hơn, khô hạn còn kéo dài. Tuy nhiên trên phạm vi toàn quốc vẫn có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sương mù, dông, lốc sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Trước diễn biến phức tạp của các trận động đất những ngày gần đây, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum vừa có báo cáo tình hình động đất từ đầu năm 2024 đến nay. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 đến nay, trên địa bàn huyện Con Plong xảy ra 51 trận động đất, trong đó tháng 1 diễn ra 5 trận động đất, trận lớn nhất 2,7 độ Richter. Trong tháng 2, Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận 18 trận động đất từ 2,5 đến 4 độ Richter xảy ra tại địa phương này. Đặc biệt, từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 3, tại huyện Con Plong đã ghi nhận 28 trận động đất. Chỉ tính riêng trong ngày 16 tháng 3, địa phương này đã ghi nhận 8 trận động đất. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Con Plong cho biết nhiều năm qua, trên địa bàn huyện liên tục xảy ra các trận động đất. Để ứng phó, huyện đã phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Viện Vật lý Địa cầu thực hiện nhiều đợt tập huấn, thực hành nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai của huyện Con Plong và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, đồng thời cung cấp cho người dân ở vùng tâm chấn những kiến thức cần thiết nhằm ứng phó trong những tình huống thiên tai xấu nhất. 8 trận động đất liên tiếp xảy ra vào ngày 16 tháng 3 tại huyện Con Plong đã khiến phía huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi bị ảnh hưởng dư chấn. Tại thời điểm trận động đất lớn nhất được ghi nhận, người dân huyện Sơn Tây, nơi tiếp giáp với huyện Con Plong, cũng đã thông báo bị ảnh hưởng. Nhiều hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các ngôi nhà bị nứt tường, nền, ngói rơi vỡ. Sự việc xảy ra trong đêm khiến nhiều người lo lắng. Động đất tại khu vực huyện Con Plong xảy ra thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7 độ Richter, xảy ra vào chiều ngày 23 tháng 8 năm 2022. Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết, khu vực tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Con Plong nói riêng thuộc đới đứt gãy nhỏ. Các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá 5.0. Mức độ động đất tại khu vực này dù xảy ra nhiều nhưng chưa đến mức cảnh báo rủi ro. Theo Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh, người dân cần bình tĩnh, tuân thủ theo đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, đồng thời chủ động gia cố nhà cửa, tự trang bị thêm những kiến thức về phòng chống động đất. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền về cách phòng tránh này, đồng thời thông tin rõ về cường độ, mức độ rủi ro của các trận động đất vừa qua cho người dân.